quả hồng nhật tảo quanh thiên địa, kiếm bạc kim giang khắp quỷ thần. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và hãng phim Cửu Long trân trọng giới thiệu phim truyền lịch sử dài 20 tập Anh hùng Nguyễn Trung Trực. Nước mất, nhà tan, dân đen theo phổ, dẹp tình riêng cùng anh em khởi nghĩa chống quân thù. Anh hùng Nguyễn Trung Trực nguyện rằng: chừng nào có nước Nam này hết mộc thì mới hết người Nam chống Tây. Kính mời quý khán giả đón xem lúc 22 giờ thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 bắt đầu từ ngày 18 tháng 3.